Thưa quý vị và các bạn, đau lưng là một trong những triệu chứng chắc hẳn ai cũng từng gặp, nhất là những người làm công việc văn phòng phải ngồi nhiều, người lái xe hay phụ nữ sau sinh. Rất dễ gặp các căn bệnh như đau mỏi đốt sống, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm. Yoga là bộ môn được khoa học chứng minh mang tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc làm giảm triệu chứng đau lưng. Yoga là bộ môn mà bạn có thể tập luyện bất kỳ thời điểm nào, giúp tăng cường sức khỏe cũng như giúp xương khớp hoạt động tốt hơn, cải thiện tình trạng cột sống. Với những người mắc chứng đau lưng, việc tập yoga sẽ mang lại những tác dụng tốt để cải thiện tình trạng này. Không chỉ vậy, người tập yoga còn có thể thư giãn, khiến tinh thần thoải mái, cũng như có một cơ thể dẻo dai và tràn đầy sức sống hơn. Bộ môn yoga có nguồn gốc từ cách đây khá lâu, khoảng 2.500 năm trước. Cho đến nay, bộ môn này vẫn phát huy hiệu quả trong việc rèn luyện sức khỏe. Các động tác trong yoga là sự kết hợp giữa thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm hồn. Luyện tập yoga thường xuyên, cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần thoải mái hơn và cuộc sống tràn đầy năng lượng. Chứng đau lưng rất phổ biến với mọi lứa tuổi, ngay cả ở trẻ nhỏ. Nguyên nhân do lối sống ít vận động. Đau lưng gây ra nhiều phiền toái, chất lượng cuộc sống không cao ở người trưởng thành và người già, đôi khi đi lại rất khó khăn. Nhiều nhân viên văn phòng phải ngồi tại nơi làm việc hàng giờ đồng hồ mà không vận động, do vậy rất dễ mắc chứng đau lưng. Hiện tượng này khá phổ biến tại các công ty xuyên quốc gia, các tập đoàn lớn phải ngồi một chỗ hàng giờ để làm việc, nên các cơ và dây chằng bị tổn thương dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi và đau lưng. Các vận động viên cũng thường mắc chứng đau lưng do chạy nhảy tập luyện quá sức gây tổn thương, mệt mỏi tới vùng lưng. Tập yoga có tác dụng vô cùng hiệu quả trong ngăn ngừa và điều trị đau lưng. Trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi có mời cô giáo Phạm Hiền, giáo viên yoga Học viện Gen Yoga, hướng dẫn cho các bạn những bài tập ngăn ngừa và điều trị đau lưng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho cả lớp của mình bài tổng hợp những các tư thế chúng ta giảm căng thẳng, giảm mệt mỏi và đặc biệt là chúng ta trị về phần đau lưng của mình. Cơ thể của mình chúng ta quyết mạch chúng ta lưu thông tốt thì cuộc sống của chúng ta kéo giãn tốt, sự khỏe mạnh của cuộc sống nó chúng ta giảm cái stress và giảm đau lưng cho tất cả chúng ta. Cái bài rất là đơn giản, dễ tập nhưng nó là tổng quát tất cả những cái kích hoạt vào hệ xương khớp và các sợi dây chằng của mình. Bây giờ mời cả lớp của chúng ta ngồi vào tư thế khoanh chân của mình lại. Dựng xương sống của chúng ta thẳng một cách tự nhiên bằng cách chúng ta đẩy ngực về phía cằm. Từ từ hai tay chúng ta vươn qua đầu, hít vào. Kéo giãn cột sống ra, đưa ý thức về vùng cột sống. Thở ra, chúng ta từ từ vòng tay thu cầm của mình lại. Lúc này từ từ đưa tay về trước, hít vào, đan tay của mình lại. Kéo giãn cột sống theo hơi thở. Vòng tay thở ra, thu cầm lại. Đan tay từ dưới, hít vào, kéo giãn theo cột hơi thở của mình. Thở ra, chúng ta vòng tay hạ xuống. Hít vào, đan tay kéo giãn cột sống của mình lên. Rồi cả lớp dừng lại ở đây, mềm vai trong của mình ra. Cổ vươn dài, mắt nhìn thẳng về trước. Hít thở đều, hướng ý thức về vùng cột sống. 5, 4, 3, 2 và 1. Chúng ta từ từ nghiêng lường sang phải. Thở ra, chúng ta kéo giãn bên trái của mình. Hít vào, nâng thẳng cột sống. Thở ra, chậm rãi nghiêng sang bên trái. Hít vào, về giữa. Thở ra, nghiêng phải. Hít vào, thẳng cột sống lên. Thở ra, chúng ta nghiêng trái. Hít vào, thẳng cột sống. Nghiêng phải, thở ra, chúng ta giữ ở đây. Chúng ta hít thở vài nhịp. 3, hít thở đều. Chúng ta cảm nhận cái cơ liên sườn bên trái của mình kéo giãn hoàn toàn. 2, và 1, hít, giữ thẳng cột sống. Chậm chậm nghiêng lường sang trái, thở ra. Lúc này bên trái của chúng ta được thư giãn. Đồng thời bên phải của mình kéo giãn ra. 3, đưa ý thức về vùng cột sống. Thẳng hai khuỷu tay nào. 2, và 1, hít vào, thẳng cột sống. Buông tay chậm rãi, vặn người sang phải, thở ra, đẩy ngược lên. Hít vào, hai tay của chúng ta vươn qua đầu, kéo giãn cột sống. Thở ra, chúng ta vặn sang bên trái. Hít vào, chúng ta lưu ý nha, siết cơ bụng của mình lại. Thở ra, vặn phải, chúng ta vặn phần bụng của mình và vặn phần ngực nhé. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, vặn người sang bên trái. Hít vào, hai tay vươn lên.
Vặn sang phải, thở ra rồi giữ ở đây. Chúng ta đẩy ngực, chúng ta vươn dài và vặn cái phần bụng, phần ngực của mình. 5, siết cơ bụng lại, chúng ta không vặn sau vùng thắt lưng nhé. 4, đẩy ngực lên nào, vừa vươn dài cột sống, vừa vặn phần ngực. 3, 2, và 1, từ từ hai tay vươn lên, kéo giãn cột sống, hít vào, thở ra, vặn sang bên trái, đẩy ngực lên nào. Siết cơ bụng lại, chúng ta vặn phần bụng và phần ngực của mình. 3, siết lại nhé. 2, và 1, từ từ hai tay vươn lên, hít sâu vào, thở ra, chúng ta từ từ tay xuôi theo thân. Rồi chúng ta chuyển đổi thế, chúng ta mời cả lớp của chúng ta nằm úp người của mình lại. Đưa chân của mình ra sau, chúng ta nằm úp người của mình lại. Duỗi chân của mình ra, chúng ta thực hiện tư thế rắn hổ mang. Tư thế này nó giúp chúng ta khỏe phần lưng và nó giảm đau lưng rất là tốt. Chúng ta xoay cuộn vai của mình ra sau, hai tay của chúng ta đặt ngang phần ngực. Nhớ là xoay vai và cuộn vai nhé, khép hai chân của mình duỗi căng ra. Từ từ ấn lực từ tay, hít vào, đẩy lồng ngực của mình lên. Thở ra nhẹ nhàng, hạ xuống, mắt của chúng ta nhìn thẳng về trước, cổ vươn dài. Hít vào, đẩy ngực lên nào. Thở ra, chúng ta từ từ hạ xuống. Hít vào, chúng ta đẩy ngực của mình lên. Thở ra, nhẹ nhàng hạ xuống. Hít vào, chúng ta đẩy phần ngực của mình lên nào. Thở ra, hạ xuống. Một vòng nữa, hít vào, xoay cuộn vai của mình đẩy ngực lên. Mắt nhìn thẳng về trước, đẩy ngực cao lên, giảm áp lực vào thắt lưng của mình. 3, 2, và 1, rồi nhẹ nhàng thở ra, hạ xuống. Bây giờ mời cả lớp của chúng ta đưa hai tay ngang vai, áp lòng bàn tay xuống sàn, dang tay ngang vai của mình nào. Áp lòng bàn tay, chúng này chúng ta giúp mạnh cái phần lưng trên của mình nhé. Lúc này chúng ta sẽ nâng đầu, nâng tay và nâng chân của mình lên, làm theo khả năng của mình. Hít vào, chúng ta từ từ nâng đầu, nâng tay lên nào. Thở ra, nhẹ nhàng hạ xuống. Hít vào, chúng ta nhẹ nhàng nâng lên nào. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên, chúng ta làm mạnh cái phần lưng trên của mình. Thở ra, cơ lưng của mình lúc này tư thế này cực kỳ mạnh. Hít vào, nâng lên nào. Thở ra, hạ xuống. Một vòng nữa, hít vào, nâng lên, giữ ở đây. Cả lớp chúng ta hít thở điều hòa nhé. 3, 2, và 1, rồi thở ra, chúng ta hạ xuống. Thu tay của mình về ngang ngực, ấn đầu gối xuống. Cả lớp chúng ta đẩy về em bé nè. Đẩy duỗi căng chân của mình ra, hạ mông về phía gốc chân của mình ha. Chúng ta hít thở đều ở đây. Rồi hai tay của chúng ta vươn qua đầu, khuỷu tay của chúng ta không chạm sàn, nâng mông lên từ tư thế cái bàn ấp. Chúng ta chuyển vào tư thế cái bàn ấp. Nền móng của cái bàn ấp, hai tay của chúng ta xòe căng ra, tách rộng ra bằng vai. Vai nằm trên cổ tay và hai đầu gối của chúng ta tách rộng bằng hông. Cả lớp chúng ta ấn mũi chân xuống. Siết cơ bụng lại, xốc vai võng lưng, hít vào, xốc vai lên tư thế con bò. Thở ra, từ từ cuộn tròn lưng lại, rút cái rốn sau vào tư thế con mèo cuộn tròn lưng lại nữa nào. Hít vào, cả lớp xốc vai lên, ngẩng mặt nào, vươn dài cổ, siết cơ bụng nhá, không đủ người về trước nha. Thở ra, yến căng chỉnh cái đùi của mình lại đó. Rút cái rốn sau vào. Hít vào, xốc vai lên, ngẩng mặt. Tuyệt đối xốc vai lên, không được chuồn vai. Thở ra, cuộn tròn lưng lại, kéo cái rốn sau vào. Hít vào, xốc vai lên, ngẩng mặt. Thở ra, từ từ cuộn tròn lưng lại. Một vòng nữa nào, hít vào, xốc vai lên, cả lớp giữ lại đây. Nhớ ấn lực từ tay đẩy lên vai của mình nha. Nằm siết cơ bụng lại, bảo vệ cái thắt lưng của mình. 4, xốc vai lên nữa nào. 3, hít thở đều nha, mềm cổ họng của mình ra. 2, và 1, thở ra, từ từ thu cầm lại, hóp chặt bụng, mắt nhìn vào rốn của mình. Siết chặt cơ bụng lại, hít thở đều. 5, không nén thở nha. 4, rút rốn sau vào nữa nào. 3, 2, và 1, rồi trở về cái bàn ấp. Bây giờ thêm một tư thế để chúng ta tạo nên sức mạnh nha. Cái lưng của mình không võng nào, chúng ta xốc vai lên, siết cơ bụng lại. Từ từ chúng ta nâng chân phải của mình ra. Thẳng duỗi thẳng chân phải, gập chân lại này, úp cái hông của mình lại nha. Không để chúng ta vèn hông, úp hông hết lại cho em nào.
Rồi, chuyển lực về phía tay phải của mình, ấn lực tay phải xuống từ từ, tay trái vươn qua đầu. Giữ ở đây, siết cơ bụng lại, mắt nhìn một điểm xuống sàn, cổ vươn dài. 5, hít thở điều hòa ở đây. 4, tạo nên sức mạnh cho cơ bắp của mình. 3, siết chặt cơ bụng lại nữa. 2 và 1. Rồi, mời cả lớp của chúng ta từ từ thu chân phải của mình về và hạ tay trái của mình xuống. Chuyển đổi bay, từ từ nâng chân trái của mình lên. Nhớ chúng ta gập cổ chân lại nè, úp cái hông lại nhé. Từ từ tay phải của chúng ta vươn qua đầu, úp hông lại cho em. Mắt nhìn một điểm xuống sàn, cổ vươn dài đồng đều theo thân người, rút rốn sau vào thắt lưng của mình. 5, hít thở đều. 4, ta cảm nhận sự thăng bằng ở đây. 3, tạo nên sức mạnh. 2, bảo vệ vùng thắt lưng của mình. 1, rồi nhẹ nhàng chúng ta từ từ hạ tay và thu chân của mình về. Ở đây cả lớp chúng ta hít vào một hơi thật sâu, ấn mũi chân xuống, thở ra đẩy lên chó cuối. Không chìm vai, cổ vươn dài đồng đều theo thân người. Chúng ta nhón gót chân của mình lại, ấn lực từ 10 đầu ngón tay của mình đẩy lên vùng khớp hông, hướng đỉnh mông lên trần, cơ bụng siết chặt lại, hít thở điều hòa. Nằm tư thế này, tư thế chó cuối hay gọi là tư thế V ngược, duỗi thẳng cột sống của mình ra. 4, hít thở sau. 3, 2 và 1. Rồi, cả lớp của chúng ta chân trái bước lên cạnh bàn tay trái, bước lên nào. Rồi, xoay hạ gót chân phải của mình xuống. Chúng ta xoay mũi chân trái từ từ, nâng người của mình lên. Rồi, cơ thể của chúng ta mở rộng bằng, hai chân của chúng ta tách rộng bằng 3 lần vai của mình, tùy theo cơ địa của mỗi người. Có người chúng ta tách rộng theo khả năng và theo chiều dài của cơ thể nha. Rồi, hai tay của chúng ta chống vào hông. Chuyển ý thức của mình vào bằng chân phải của mình, cố định hông của mình lại, xoay gót chân phải của mình một góc 90 độ. Hông của chúng ta vẫn cố định này, không xoay hông. Từ từ hai tay ngang vai, hít sâu vào, cột sống thẳng, kiểm soát gối nha. Từ từ đổ người sang bên phải, thở ra, tam giác nghiêng sang bên phải của mình, hai tay vươn dài. Mắt nhìn lên trần nhà, vươn dài cổ, hít thở đều đẩy ngược lên, nằm kéo giãn cơ thể của mình ra. 4, hít thở sau. 3, siết chặt cơ bụng lại, kiểm soát gối nha. 2 và 1, từ từ hít vào, hai tay ngang vai, nâng cột sống lên. Thở ra, hai tay chống vào hông, đồng thời xoay mũi chân phải của mình về. Tương tự như vậy, chúng ta đổi sang bên trái, xoay cái chân trái của mình, hông của mình cố định nha, không được xoay hông. Hai tay ngang vai, hít sâu vào, đổ người sang bên trái, thở ra, tam giác nghiêng sang bên trái. Chúng ta kéo giãn bên phải, hai tay trên một đường thẳng, cổ vươn dài theo thân người của mình. 5, 4, siết cơ bụng lại. 3, lật lồng ngực nha, không ấp lồng ngực. 2 và 1, từ từ hít vào, xoay trở về, thở ra, thu lại. Tiếp tục ta thực hiện một tư thế cuối cùng nữa, hít vào, hai tay vươn lên. Kiểm soát nha, ai căng quá chúng ta có thể chuồn nhẹ gối của mình, thở ra từ từ đẩy mông ra sau, nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống sàn. Ai hạ được thì chúng ta hạ, không hạ được chúng ta chỉ vươn dài cột sống như thế này thôi ha. Còn ai gặp được thì chúng ta cố gắng gặp sau người xuống, giữ ở đây, hít thở đều. 5, siết cơ bụng lại, tùy theo khả năng của mình nha. 4, có thể chuồn nhẹ gối, có thể đẩy ngược về phía cằm, có thể vươn một nửa. 3, siết chặt cơ bụng của mình lại. 2 và 1, ấn 10 đầu ngón tay đẩy ngược về phía cằm, vươn một nửa. Ấn chắc chân của mình xuống, hít, hai tay vươn qua đầu, nâng thẳng cột sống lên. Chắp tay trước ngực, Namaste, thở ra, đồng thời thu chân của mình lại. Thưa quý vị và các bạn, tập yoga đem lại rất nhiều lợi ích trong việc chữa đau lưng. Tuy nhiên, trong yoga có rất nhiều bài tập và tư thế khác nhau, không phải bài tập nào cũng phù hợp với người bệnh. Để mang lại kết quả tốt, cần lựa chọn đúng bài tập và tập luyện đúng cách. Trên thực tế, áp dụng một số giải pháp tại nhà như tập luyện yoga có thể cải thiện đáng kể tình trạng đau lưng. Tuy nhiên, nếu cơn đau bắt nguồn từ bệnh lý hay các vấn đề nghiêm trọng thì cần chủ động thăm khám để được bác sĩ hướng dẫn điều trị y tế. Chương trình Kiến thức cuộc sống xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này trong những chương trình lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.